Lấy việc cứu được tính mạng, tài sản của nhân dân làm động lực để chiến đấu, đặt vị trí của mình vào chính người thân của nạn nhân để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Đó chính là công việc hàng ngày của các chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ. Nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngày 4 tháng 10 năm 1961, ngày 4 tháng 10 năm 2020, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn về những công việc đặc biệt của đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Đà Nẵng. Lên đường ngay khi nhận được lệnh, không kể ngày hay đêm, môi trường xảy ra vụ việc ở trên cao hay dưới nước, sẵn sàng chiến đấu hết mình vì an toàn tính mạng của nhân dân. Đó là công việc của các chiến sĩ thuộc đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an thành phố Đà Nẵng. Tất cả các tình huống mà vụ việc xảy ra thì tôi cũng luôn nhắc nhở anh em là đặt cái vị trí của mình và vị trí của người thân của nạn nhân, thì họ mà xót xa đau khổ những mất mát của họ thì coi như là mình cũng là người thân của họ. Nằm trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thể nói là vất vả nhất. Khi có vụ cháy xảy ra, các chiến sĩ phải đảm nhiệm nhiệm vụ kép, đó là vừa tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy, vừa hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn. Dưới hố sâu thì chúng ta toàn là màu đen, cho nên là anh em nó chỉ là sợ. Thì nhưng mà bằng cái trách nhiệm với lại cũng cái nỗ lực để cứu, để hoàn thành cái nhiệm vụ thì anh em cũng cố gắng vượt qua cái nỗi sợ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc thù, bên cạnh trang thiết bị hiện đại, thuần thục kỹ năng nghiệp vụ, đảm bảo tối đa các nguyên tắc an toàn, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ còn phải có bản lĩnh, kinh nghiệm thực tế và đặc biệt là sẵn sàng đặt mình vào vị trí của thân nhân nạn nhân và cộng đồng trong quá trình chiến đấu. Vững vàng trước giặc lửa, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ vẫn luôn sẵn sàng lên đường, đối diện, vượt qua mọi thách thức để phụng sự nhân dân.